Bật mí với các bạn về một tác phẩm mà nghệ sĩ Xuân Hinh đã đặt hàng tại xưởng tranh gỗ Bùi Gia. Nhân duyên vào một ngày tháng 2, chúng tôi được ngồi nghe nghệ sĩ Xuân Hinh chia sẻ về dự định muốn làm một bài thơ để treo trong không gian thờ tự có tên là Linh Từ Uống Nước Nhớ Nguồn. Ngay lập tức, chúng tôi đã nhờ thầy viết một bài thơ để nói về nguồn gốc của đạo mẫu và về chặng đường lập nghiệp của nghệ sĩ đầy tâm huyết và thăng trầm nhưng cũng đầy vinh quang. Và xin được trích hai câu thơ cuối trong bài thơ như sau: Làn trèo nhịp phách Linh Từ Điện, ngọn lửa Xuân Hinh rũa ngọc vàng. Bài thơ với hơn 100 chữ Hán Việt và bằng phương pháp đục chìm xuống mặt gỗ yêu cầu một kỹ thuật đục phải rất cứng tay thì nét chữ mới thẳng, mới có hồn. Các chữ to nhỏ tuy khác nhau nhưng chữ nào cũng phải tinh xảo. Và khi hoàn thiện thì nghệ sĩ Xuân Hinh đã rất hài lòng với tác phẩm này. Còn các bạn cảm thấy như nào? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé.